Xin chào, và đây là bản tin Toku News. Cái gì, revive kết thúc rồi ư? Vậy thì chúng ta cũng chuẩn bị đến hồi kết thôi nhỉ. What the hợi lú vậy men, tôi muốn biết tuần qua đã có chuyện gì xảy ra thì ta vào video luôn. Nào chúng ta bắt đầu. Vậy là một năm đã trôi qua thật vội vã, ngày nào còn ngóng chờ một siêu phẩm gột rửa cho phần phim Toku tệ nhất lịch sử, xong chợt nhận ra nó cũng chỉ ngang hàng với một bóng ma của thời kỳ 2 giây. Thôi gì thì cũng đã kết thúc, ngóng nốt tập 50 của họ nào. Đúng theo tôi nghĩ sẽ có happy end cho cái phim này. Tập 49 ta có một chiến hạm mới, idol Nguyễn Đa, ông tổ diễn xuất. Biết ngay đây là tương cà mà, hai cảnh đáng mong chờ nhất trong opening thì giờ cho vô sọt rác hết, đéo hiểu kiểu gì. Sang tập sau nào, toàn bộ mọi người đã lập khế ước với ác ma đều quay lại. Không biết có Live Devil Revive debut không, nhưng bức hình sau khi cast stop của Ultimate Revy đầy nom lú phết, mà đánh ai nữa không mà họ bật form liên tục. Tập này liệu có hit về như năm ngoái không? 89 phần tôi đoán là có, phim đã hết nhưng sau nó Vincent với spin-off thì kiểu gì chả có. À còn phim của các cái vẫn chưa hết đâu, ở đây có fan service đã ra 2 tập, trong đó gần như đủ tất cả các nhân vật nữ của các phần phim Rider trước đó. Giờ thì lo của phim mấy lão Rider chính thức là đổ ao đổ cống tất, auto chung uôn tất, không một lời giải thích, mà họ đều bảo biết nhau hết rồi thì phải. Vậy khi nào, ở đâu, như thế nào, bằng cách nào? Phim người ta phân chia rõ ràng rạch ròi, phim mình thì tất cả đều tại đa vũ trụ, tác phẩm của mày đấy à. Được cái là dàn nhân vật phim này hùng hậu thật, tập sau còn cả chị Nguyệt cũng xuất hiện nữa. Vậy thật luôn à, chị đang mất tích ở đâu, ai ngờ qua đa vũ trụ cứu Jinni à. Cho ai không biết thì chị Nguyệt đã biến mất hoàn toàn trên các trang mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông, hiện chả ai biết chị ở đâu. Nhưng cũng đừng mừng vội, vì theo một nguồn tin nào đó thì phim này được quay tầm tháng 2, còn chị biến mất là từ hồi tháng 6, cho nên cũng vẫn chả nói trước được điều gì. Chị giấu kỳ qua công ty chẳng biết gì cả, fan cũng chẳng biết gì luôn. Hiện tại thì đã ra mắt rất nhiều con dấu khác nhau, nhưng vẫn còn một số stem chưa được bán, cũng như thiếu một vài soa stem nữa. Ỉm hàng làm gì đây ta, cố nốt tuần này là thoát rồi. Có ai biết bác tôi nghĩ gì? Nếu các đồng chí 2K4 vẫn đang bi quan về sự ăn hại của bản thân trong kỳ thi mới đây thì hay vui lên đi, vì bố Saru Brother này mới tốt nghiệp mỗi cấp 2 đây này, nhìn như mấy thằng bạn tôi trong mùa World Cup sắp tới luôn, mà động vào tiền còn bị cháy thật luôn này. Hỏi chấm, làm thế nào mà anh sống được đến tận bây giờ vậy? Mà ông chim chỉ ngáo vồn, sao không sử dụng điểm của mình ấy nhỉ, đi đòi lương làm anh hùng luôn. Momoi Taro không biết nói dối nhá, nhưng trình độ bốc phét của anh thì cứ phải gọi là thông thạo bầy, chém tung trời luôn, đúng là làm gì cũng giỏi. Cuối cùng thì tôi tự hỏi, làm tội phạm truy nã nhàn thế hạ anh em, đi làm như đi chơi luôn. Được cái ngoài nấu ăn ngon anh còn có một hàm răng trắng sáng. Qua tập tiếp theo thì não của tôi đã bị cái preview nó hack mất. Họ sẽ so điểm để xem ai là sẽ đoạt được danh hiệu MVP ư, hay là bằng cách nào khác? Vitaro với Chiro thì làm gì có điểm, mà não nhân đến đây so kẻ cùng à. Tôi đoán MVP thể nào cũng dành cho chính lão Kaito cho mà coi. Khủng khiếp hơn thì bác Inoue sẽ ra nhận giải. Gì, bạn thấy phim này nó chưa đủ điên à? Chắc thế thôi. Mà tập này sẽ là một tập phim recap lại toàn bộ những sự kiện đã diễn ra từ đầu phim đến giờ. Ok, để xem phim kết như nào nào. Còn giờ xin phép giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi. Để Don Robotaro Movable Augmented Edition và Departure Option Set. Sản phẩm bao gồm Robotaro của Đào Minh Chủ có khớp giáp hông, kế quạt bàn tay và một chiếc phông nền. Giá bìa sản phẩm chỉ có 6.600 yên. Biết gì không, kênh đang nhận donate đấy. Trái với sự cân bằng và hoàn hảo của Onitaizen, đó là sự xấu đau xấu đớn của hai con này. Con chó tím thì tôi nói rồi, còn con rồng thì nhìn nó tập trống đầy cũng vui. Hợp thể 7 con lại với nhau thì đây là thành quả cân đối phết, chắc chắn là không lệch về tay bên trái đâu. Thề, nói thế thôi chứ ai tặng thì tôi cũng nhận hết nhá. Hóng xem cái Kamen Rider Wii, ở đây là gì nào? Xem phim có đạp đổ kỷ lục bộ Sentai ít tập nhất của ZQKA không đây? Đi xem cuộc phiêu lưu xuống lòng đất của Ultraman Decker tuần qua, các thành viên Gut Select đã khám phá ra cả một hệ sinh thái dưới đó, một quần xã đa dạng chủng tộc và giống loài, mà cái bọn quần xã lòng đất này hôm đó còn được lọt top trên chim xanh luôn này. Cuối phim nhờ cái hố mà Decker đào thì quần thể họ hàng MU lũ lượt kéo lên trên mặt đất gây ra động đất tại Kon Tum, Việt Nam. Vào tập ngày mai, quái thú cổ đại Megalosaur trồi lên từ lòng đất, lại lòng đất à, vừa về thì được thằng bồ cũ ra đập cho không trượt phát nào, cùng con hàng
còn nóng mới cứ phải gọi là tưng bừng, bớt đùa lại đi, dạo này tao không còn vui tính như trước nữa đâu. Khai trương Terraphaser, một sản phẩm made in human, xuất hiện tại sân khấu Ultraman Decker Purple Knight cùng với Ultraman Decker Dynamic Tai, trên đó cùng nhau đối đầu với Sephiroth Red King. Cuối cùng Red King cũng có màu đỏ, mà Dynamic Tai gì mà đã xuất hiện luôn rồi, vậy nó chỉ là một form thường thôi à, còn con robot này nhìn kiểu gì thì cũng ra phản diện, có quay làm boss luôn không nhỉ? Ra ngoài vũ trụ xem Giang Hồ D60 không, một bộ phim về quá khứ từ khi Regulus còn là một công dân lương thiện đến khi bị tha hóa vào con đường đâm thuê chém mướn, bị lạc đến hành tinh D60 trong tình trạng hấp hối. Tại đây anh thỉnh giáo võ công của các bậc thầy quyền pháp vũ trụ tại đó, đại sư phụ Niu Quyền Azude. Phim sẽ là hành trình thỉnh giáo hai cái tha thu trên tay, và với thông tin các bậc thầy quyền pháp vũ trụ đại tài đây đều đang đi du lịch suối vàng hết rồi thì thôi kệ vậy, phim sẽ được đăng trên Subuyara Connection nhá. Chắc cũng phải lâu lắm rồi tôi không có gì để nói về Toku bên phía trời Tây rồi nhỉ. Power Ranger tuần qua có gì nào? Chiếu tiếp nửa còn lại của Dino Fury Season 2 trên Netflix. Boy Queen bắt đầu kế hoạch của mình vào những tập cuối phim. Nhóm kiểm lâm bị bao vây bởi các chiến binh được phái đến bởi các Muffin Master. Sau đó là cảnh Green Muffin Master trao cho nhóm dây tàu vũ khí mới. Tập nào đó, Boy King cùng hợp tác với team khủng long bảo vệ trái đất. Vì ác thì lão đã ở dạng quái rồi chứ về người làm chi. Cuối cùng là cảnh Lord Zedd trở lại cùng với cây quyền trượng của mình, hứa hẹn cho một chặng cuối bùng nổ. Thật ra thì như tôi đã nói hồi trước thì phim đã được chiếu trước mấy tập trên kênh Seven, một kênh truyền hình của Tây Ban Nha toàn tiếng nước họ, tôi chịu thua luôn. Con đường Dutoku gian nan quá, ông nào hứng thì ới tôi câu. Tôi làm clip bóc phét từ tập 12 đến 21 season 2 chơi nhá, ới muộn muộn thôi cho tôi còn đi ngủ. Mở vote series Power Ranger được yêu thích nhất do fan bình chọn. Hiện tại xong vòng 2 với việc fan APM đang cay Mighty lắm, chửi to kiểu mấy con bot cứ thấy mỗi series đầu là vote. Cao bu phiên bản Tây Long à. Xin chúc mừng, bắt đầu từ hôm nay bạn chính thức trở thành Kamen Rider. Vâng, và đó chính là câu mở đầu cho một tân Rider. Kamen Rider Gear bắt đầu khi Driver và ID có tới. Nó sẽ là tấm vé một chiều đến với Kamen Rider, không thể quay trở lại. Mục tiêu của bạn chính là thế giới game, nơi bạn phải chiến đấu chống lại kẻ thù Yamato, những kẻ đe dọa sự bình yên của thành phố. Design Grand Prix, người chiến thắng hay Deja Kami sẽ có quyền biến thế giới này thành nơi lý tưởng của bản thân. Kết thúc thế giới này thôi. Để một lần nữa làm lại, Ukiyo Esu, cậu ấy cũng có được Driver và ID Core, Henshin, con cáo xuất hiện tại Design Grand Prix. Đó chính là Kamen Rider Gear, trang bị ba cô lấy được trong game, cường hóa sức mạnh bản thân đánh bại Yamato. Nào, highlight từ lúc này đây, các màn chơi xuất hiện và luật chơi sẽ thay đổi liên tục và cuối trận chiến. Điều gì chờ đợi tại trạm cuối của chiếc vé một chiều? Bạn có thể là Deja Kami tiếp theo. Xin chúc mừng, từ hôm nay, bạn cũng là một Kamen Rider. Chị nói hơi muộn, em làm từ đúng tháng này năm ngoái rồi. Một màn chơi sẽ có luật chơi riêng theo từng ván chơi một, có lúc sẽ hợp tác chiến đấu, có thời khắc sẽ là kẻ thù của nhau, kiếm điểm để trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Cũng lộ diện nốt 4 người chơi còn lại của phim. Nhân vật phụ số 1, siêu nhân cừu hồng Kamen Rider Mary. Anh em bỏ súng xuống, đồng chí của chúng ta đây. Morio Koganeya, tính cách nóng nảy nhưng rất hay cười. Bớt thất vọng đê, tao cảnh báo từ 2 tuần trước rồi đấy. Nhân vật phụ thứ 2, siêu nhân gấu trúc Kamen Rider Dapan. Kanato Sumida biến thành cái avatar này thì nhiều thằng muốn đấm lắm này. Mồm toàn điều hay nhưng âm mưu đầy bụng, thôi đằng đéo nào chả chết. Thằng nguy chết tiếp theo, Kamen Rider Jinpan Takahiro Tai ra quản lý nhân sự nơi thằng xém làm main tham gia phỏng vấn, và thằng đó bị đuổi, thôi thì hạt bụi nào hóa kết thân tôi. Cuối cùng là một nhân vật của Giáng sinh, một người có tinh thần công lý cao ngút trời, luôn cố gắng hết sức để cứu mạng mọi người, đó chính là Kamen Rider Shiro Takashi Gotokuji, với khả năng sử dụng khiên và súng cừ khôi, xuất hiện cùng những câu đùa nhạt toẹt, từng sát cánh đồng hành cùng Kamen Rider King, hiện tại làm nghề lính cứu hỏa. Kết búp pha cực kỳ vì thằng kia đúng nghĩa bò điên luôn. Theo đoạn leak, búp pha Magnum Form xuất hiện, đổi giáp toành toại thế, như gà im nhỉ, một cái điện thoại có thể biến thành con gì đó đây, hứa hẹn phết đấy. Còn giờ qua nét đặc trưng điểm nổi bật của thời Reiwa nào, Kamen Rider Gear Arm Revive, arm là mấy cái nhỏ nhưng vẫn cố có giáp nè, mà giáp này nhìn quen quen, nói vụ đồ chơi thì nhớ các cheater nói tuần trước không, ngoáng cái lít âm của thập kỷ trên Driver luôn nè. Driver!
tin nhanh nào mấy đứa, buồn ngủ lắm rồi. CSM Bird Driver với chiếc unit đỉnh cao có thể đọc được toàn bộ commando, tạo nên form Bird X với tên combo bị đảo ngược so với Oath. Ví dụ như Picasso của Oath sang Bird sẽ là Sokabi, Oath Tahado sang Bird X Dozata. Các tấm poster Driver Kamen Rider tại Tokyo Station, con cháu như lộc. Chị diễn viên đóng vai Aquilera bị công ty sa thải, lấy lý do chị hay đến trễ mỗi khi có việc, được con mẹ nó 10 điểm. Công ty chủ quản như con cọp. Đầu năm đến nay chị chia sẻ rất nhiều về việc mình bị kẻ gian bám đuôi, nhưng báo lại công ty thì báo kệ cô, giờ thì kiếm lý do đuổi việc. Chị thường nhờ diễn viên thủ vai Stacy Priosekoguchi đi cùng mỗi khi cần ra ngoài vì lo sợ bị tấn công, thì giờ công ty ấy cũng vin vào đấy để đuổi chị lui. Tiếc cho chị, chúc chị vượt qua những chuyện không may này mà bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình nhé. Cuối cùng là tin cảnh cáo đến từ anh lớn Bandai, ngắn gọn là nhà phân phối tại khu vực nào thì chỉ được phép kinh doanh tại khu vực đó, thằng nào lệch thì bye bye, chấm dứt hợp đồng. Chắc họ đang cố giả soát chấm dứt hàng sách tay không chính ngạch để cân bằng giá cả thị trường. Có vẻ như việc này đánh chủ yếu đến các sản phẩm P Bandai, nhất là việc mấy anh tàu tuồn hàng nhiệt tình quá mà lại còn giá sập sàn nữa chứ. Và đó là toàn thể những cái mẹ gì đã có trong tuần qua, lắm vãi nhái, thề làm khổ VL thế nên đợi gì nữa mà không tặng ngay cho tôi một like, một share và một sub nào. Arigato gozaimasu mà bye bye mọi người.